nói chung là mọi người đều sai. Vì nó là bài mới nên là tớ sẽ không có thể bật nhạc ở trong bài này được. Tớ chắc là về cái phần demo thì tớ sẽ kiểu hát ừ cho anh em nghe thôi, cho nên là anh em nếu mà chán thì anh em cố chịu đựng nhá. Về tông gốc của bài này thì nó sẽ chơi trên tông gốc là chơi trên tông đô thăng, nhưng mà chơi đô thăng thì nó rất là căng thẳng nên là tớ sẽ khuyến khích anh em là nên có một cái capo. Đó, capo của ukulele hoặc là capo của guitar đều được, miễn là có capo, nếu không thì chơi sẽ cực kỳ căng thẳng luôn. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến luôn với phần hướng dẫn về điệu đàn dạ nào. Đã hướng dẫn hợp âm đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến luôn hướng dẫn về hợp âm xem nó có những hợp âm gì nhá. Ok, về hợp âm của bài này thì trước tiên là mình sẽ cần có một cái capo này. Sau đó thì kém lên khóa 1, cặp lên khóa 1, ok chưa? Tớ không có capo của uku nên là tớ dùng luôn của guitar. Hợp âm của bài này này, nếu mà mình kèm capo lên thì bây giờ nó sẽ quay về tông đô, nó sẽ chơi rất là dễ luôn. Đó, hợp âm đầu tiên sẽ là pha trưởng. Đó, một ngón vào đây này và một ngón vào đây. Pha. Ok chưa? Hợp âm tiếp theo là hợp âm son trưởng. Đó. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây và một ngón vào đây. Ok chưa? Đó, đây là son trưởng. Tiếp theo nữa là hợp âm mi thứ. Mi thứ, một ngón vào đây này, nhập một ngón vào đây này, một ngón vào đây và một ngón vào đây. Mi thứ. Rồi, tiếp hợp âm la thứ cực kỳ dễ. Đó, chỉ cần cho một ngón vào dây 4 hoặc 2 là xong. La thứ. Rồi, một hợp âm nữa là hợp âm đô trưởng. Cũng thế, rất là dễ luôn, cho một ngón vào dây 1 khoang 3. Thế thôi. Rồi, còn nếu muốn hay hơn thì anh em có thể thêm một hợp âm là hợp âm rê thứ 7. Dm7 ấy. Đó, thì nó sẽ bấm như này. Ok chưa? Đó, mình sẽ cho một ngón đầu tiên là cho một ngón vào đây này. Tiếp theo là một ngón vào đây. Đó, một ngón vào đây. Và một ngón vào đây. Rê thứ 7 nhá. Đó, pha thứ của mình sẽ bấm như thế này. Đấy, một ngón này, mình cho vào đây. Đó, một ngón cho vào đây và một ngón cho vào đây. Đây là pha thứ nhá. Về cơ bản nó chỉ có những hợp âm như thế thôi, rất là cơ bản luôn. Đấy, còn nếu mà bỏ capo ra thì rất là khó khăn, toàn chặn là chặn thôi, không có hợp âm nào mở đâu. Rồi, đó là những hợp âm của chúng ta trong bài này. Thì bây giờ tớ sẽ đến luôn phần hướng dẫn về vòng hợp âm, sau đó thì điệu đàn để anh em xem như nào nhá. Đó, đấy chính là hợp âm của bài Em Không Sai Chúng Ta Sai. Hợp âm thì nó cũng không có gì khó cả, vòng âm cũng không khó nhớ lắm, nó cũng đơn giản, nó chuyển đi trở lại mấy vòng nữa mà. Bây giờ thì hãy đến luôn điệu đàn xem nó có điệu đàn gì nhá. Ok, bài này thì vòng hợp âm của nó sẽ như này này. Đoạn đầu tiên nhá, đoạn phiên khúc 1 ấy. Fa 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 fa. Đô thứ à mi thứ. Quay về fa. Được chưa? Đấy là vòng phiên khúc của mình. Sau đó thì câu 2 mình sẽ đánh là đoạn đầu vẫn thế. Na mi thứ. Da na fa 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 na na. Fa thứ. Như lúc ngày xưa son. Anh thật sự ngốc. Đấy, ok chưa? Đấy, được chưa? Đấy là phần phiên khúc 1. Đoạn tiếp theo là đoạn điệp khúc. Nó sẽ có vòng như này. Fa son mi thứ la thứ. Anh biết rằng anh rê thứ 7 son đô. Fa nếu như anh em muốn kể cái phần mà điệp khúc, cái phần đoạn 1 ấy, lời 1 ấy mà muốn hay hơn thì phần để đô này. Một lần. Về đô 7. Đấy, đô 7 cũng dễ luôn, đô 7 nó chỉ là thay từ dây 1 khoang 3 là đô kéo về dây 1 khoang 1. Thế thôi. Dễ vãi chưởng luôn. Rồi, còn một đoạn nữa là đành đế tao 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 tao
Là mình sẽ nói về cái phần khi nào bài này hát. Ok chưa? Chữ đầu tiên là na 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 na, là mình hát luôn, đánh vào là hát luôn. Na 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 na. Đấy. Na 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 na. Na na. Đó. Giờ bài này khá dễ, là hát chữ đầu tiên sẽ đánh cái hợp âm đầu tiên luôn, là pha luôn. Ok chưa? Rồi, còn về điệu đàn này, mình sẽ có hai điệu cho phần giải và phần quạt. Đó, phần giải trước nhá. Thì giải tớ sẽ đánh như thế này. Điệu đàn này thì mình sẽ đánh như này. Da 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 da. Da da. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Được chưa? Tiết tấu này. Tất ba hai một nghỉ ba hai một ba. Đó, ok, ok chưa? Tất ba hai một nghỉ ba hai một ba. Đó, thì mỗi hợp âm đoạn phiên khúc mình sẽ đánh hai lần nhé. Một lần nữa. Ba hai một ba. Ok chưa? Sau đó thì mình sẽ chơi hai cái vòng như thế. Tổng cộng hai vòng như thế, sau đó mình sẽ chuyển sang đoạn điệp khúc. Điệp khúc thì chỉ quạt ballad bình thường thôi. Anh thật sự ngu ngốc. Bao lần yêu ấy cũng không xong. Lỡ là người yêu không. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai nên không bao giờ tha thứ. Người làm tổn thương đến trái tim. Đoạn điệp khúc nó là như thế, được chưa? Quạt ballad rất là đơn giản và rất là quen thuộc luôn. Xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, lên nghỉ lên, xuống nghỉ xuống nghỉ xuống lên. Đó. Xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, lên nghỉ lên, xuống nghỉ xuống nghỉ xuống lên. Ok chưa? Xuống xuống lên lên xuống 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 lên xuống xuống lên lên xuống 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 lên xuống xuống lên lên xuống 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 lên xuống xuống lên lên xuống 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 lên. Đó, ok, đó là toàn bộ hướng dẫn của bài này. Còn bây giờ thì tớ sẽ hát demo cho anh em một đoạn xem bài này như nào nhá. Đó, đây chính là điệu đàn của ta. Bây giờ thì tớ sẽ demo cho anh em một đoạn xem là bài này từ đầu đến cuối nó sẽ chơi như nào nhá. Khoảng cách
cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết. Phải nhận đau một người đi thâu. Đã là nào của nhau không giữ chặt tay, buông rơi mất về sau. Anh thật sự đừng ngốc, bởi vì người ấy cũng không sống. Đã là người yêu không, thế còn để xứng đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai, nên không bao giờ tha thứ. Người làm tổn thương đến trái. Comment sau đó hoặc là hãy nhắn tin inbox trực tiếp trên fanpage của Hiền Dâu, sau đấy bọn tớ sẽ xem xét để làm bài đấy nhá.